Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Bất chấp khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước về những rủi ro mang lại, Bitcoin vẫn âm thầm phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhiều người vẫn mua bán Bitcoin và coi đây là một phi vụ đầu tư. Thậm chí Bitcoin còn được đem ra làm phương tiện để thanh toán, trao đổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ Bitcoin là gì. Dưới góc độ pháp luật Việt Nam, Bitcoin có vị trí ra sao? Theo Wikipedia, Bitcoin là một loại tiền mã hóa hay tiền ảo được phát minh từ năm 2009. Đồng tiền ảo này có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào. Pháp luật Việt Nam hiện nay không công nhận Bitcoin là một phương tiện thanh toán. Tại thông cáo báo chí về Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước năm 2014 có đoạn: theo các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do vậy, việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Các tổ chức tín dụng không được phép sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như một loại tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo các tổ chức cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Ngoài ra, tại công văn 5747 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Văn phòng Chính phủ cũng khẳng định tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định Chính phủ đã có chế tài xử lý hành chính đối với hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo. Thậm chí hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự. Theo khoản 1 điều 1 Nghị định 80 năm 2016 của Chính phủ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc các đối tượng trên. Vì vậy, Bitcoin không phải là phương tiện được phép thanh toán trên thị trường. Hay nói cách khác, Bitcoin không được phép dùng để thay thế tiền mặt hoặc phương tiện thay thế tiền mặt như séc, lệnh chi trong các giao dịch mua bán. Theo điểm D khoản 6 điều 26 Nghị định 88 năm 2019, phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 thì quy định người nào phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy, pháp luật Việt Nam không công nhận Bitcoin và đã có chế tài xử phạt với những vi phạm liên quan đến loại tiền ảo này. Tuy nhiên, gần đây, ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 942 về chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối blockchain. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đang làm rõ cơ sở pháp lý để quản lý việc kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo. Biết đâu trong thời gian tới, Bitcoin sẽ được Việt Nam công nhận như một công cụ thanh toán hợp pháp. Nếu thấy thông tin này hữu ích với bạn, hãy nhớ đăng ký kênh Luật Việt Nam để luôn cập nhật các thông tin pháp luật mới nhất bạn nhé!